Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi rừng các bạn. Đây. Chú. Như sắp những đồ gì mà bó lên này. Bó cái lòng này các bạn. Chú, bấy nữa này. Chú. Anh người đồng bào dối thiệt hết chứ. Không có chỗ nào mà sốt chân cái anh em người đồng bào hết các bạn. Chỗ nào cũng có dấu chân họ đó. Dối lắm. Chưa. Anh em người đồng bào là có một cái cách sống hay lắm các bạn. Lên rừng nha. Là coi như là cái gì anh cũng được các bạn. Con gì anh cũng được. À, cho nên họ mới thích nghi ở rừng. Họ ngủ trong rừng. Họ ăn ở rừng. Nói chung chung là họ ấy các bạn. Mình nói chung chung là coi như là cái con gì á mà cái bụng mà nó ập xuống đất nha, mà cái lưng nó quay lên trời á, là cái con đấy người đồng bào họ ăn được hết các bạn. Họ ăn bất khả chấp mà bất khả tư luôn. Con gì ăn cũng được. Cho nên họ ở trong rừng đồ bao nhiêu ngày cũng được hết á. Còn người Kinh mình á thì không dối chuyện đó bằng họ các bạn. Người Kinh mình là khó thích nghi hơn. Anh em họ nào giờ ông nằm rừng ấy, vô rừng nằm ấy, hai ngày mình giờ ông đâu với lạ. Nhưng người đồng bào họ không có đâu các bạn. Chúng chỗ nào có họ vui lắm. Con cái là họ ăn ngon mục à. Cái con gì mà cái bụng ập đất, cái lưng dơ anh tàu là họ ăn vậy. Chú sáng nay vô rồi này. Đây, một cái bụi à. Đây là chim dơi. Cái trái ăn cũng ngon lắm nha. Nó nửa thân dơi, nửa thân cây các bạn. Nó vừa dơi mà vừa cây luôn. Đâu, dũi vô thứ nha. Đỡ mình à. Dũi vô đây thứ này. Coi gặp cái tô ăn này là cái coi gì không? Vậy các bạn đi rừng hơn xuôi mấy rúi. Cao gẹp mình đào bảy cái coi. Hậu gẹp tôi ăn với tôi ăn mà có hậu không có gì. Bây giờ không. Như hôm qua đấy. Mình đi đã mãn ngày giờ không. Tới chiều dưới gió chú cha nó nên. Muốn chết. Bữa nay là trốn trong đây không ra nữa. Còn quên chết cũng ra ngoài nữa. Nên chịu nấu. Thật, để mình quăng trong khu rừng thứ nha. Nó có được cái món gì trong này không? Dũi vô đây gặp cái cọng trồi mồi các bạn. Trồi mồi để trái nha. Trồi mồi sẽ lấy dài cái trái mình nhìn thấy đâu nha. Coi cái đọt đâu. Mà sao nó thấy dữ vậy nè. Đây. Một cọng liền khói. Thành ư là thành. Cho nguyên một cái cục cây hoa. Đây. Đâu. Để kiếm cái khác các bạn. Cái này tạm thời đỡ đi nha. Trời mồi trái. Trái đời trong đây mình thấy nha. Anh em quay trong mấy anh em thấy đâu. Mình dồn mình thấy. Lôi ạ. Lúc lích. Chú, cái thằng ông ơi. Sao mà thấy ác độc dữ vậy? Một khối này cho đầu khối nè. Coi cảnh này thôi. Lúc lích. À, đúng rồi, dính khối. Đọc, để kiếm nó khác à. Gẹp đây một cây trồi mồi nữa các bạn. Đây. Chú, gấp bự rồi chứ. Chú, trời rỡ. Mà chưa biết bông trái nha. Đó. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Năm thân. Bên kia coi nữa cái này. Ôi, chú, cái này tươi. Để coi tươi nó có bông hoài trái nha. Trái thì mình đào. Còn bông là không đào à. Đây. Sao thấy dưới vậy mày?
cây dưới nữa này, cây nhỏ này. Đây. Rớt rồi. Đọt lên trời hết rồi. Đó mình leo lên, mình kéo xuống kiểm tra thử các bạn. Hết cây trái thì mình đào. Còn cây bông thì đỡ đấy. Không tìm. Chú cha leo lên nó mệt. Thục mạng. Mà kéo xuống này. Rào. Thấy rào, thấy rào. Cây bên kia kéo xuống trời bòi bông. Cái này cũng bông rồi các bạn. Đây, đây, đây. Bông này. Đây. Chính xác cho mùi bông. Được. Cái gì mà cái bông này không đẻo lấy cái gốc cũng được. Chứ trời giỏi. Ai chịu được. Ấy gỡ rồi thấy bông lành không. Chứ bên đây nãy giờ cũng kéo xuống rồi cho hiền nè. Đây. Bông nữa nè. Đây. Giờ thấy cái làm gì vậy? Thâu thua. Thâu mang ba lô đi chỗ khác rồi. Mày nha. Lùi 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 lùi. Rồi kiếm cái chỗ nào. Kiếm cái khác các bạn. Chưa. Quá. Treo lên thục mạng. Kéo xuống trời mồi bông. Họ tìm bảy cái trái rồi. Răng núp ở trong rừng này không dám ra các bạn. Răng nánh lắm. Mệt. Leo lên tít anh mới đọt cao này. Đây. Nó mệt muốn chết. Mà kéo xuống cây bông. Chú cái góc tòa trần dưới ăn này nè. Mơ không? À, thua. Kiểm xếp cái lùm này có cái tổ em các bạn. Đây. Phút khớt à. Đấy. Chú. Em. À, em thì em. Được đấy. Quăng 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 á. Dồn thứ nó ra sao các bạn. Có ô không dễ gì chưa. Thì mới đu vô một cọc cái chẳng quén nữa. Mò qua đây dồn thứ các bạn. Đây đây đây. Nó có ô rồi nha. Đây. Mày. Mà trái mật nó không có nữa các bạn. Không có làm mày khối lên đuôi ra thứ đây. Ô đấy chứ cũng già lắm này. Thật lên đuôi ra. Hơn xui mê đuôi các bạn. Chú cũng bự chứ. Ô đây dài. Cỡ tầm 1 mét. Nó thòng xuống khoảng tầm 6-70. Thật đã làm khối ha. Đang bị khối các bạn. Đã bó cái tô, cái khối bếch tô ông. Vậy cái đây mình kịp ta. Dũi dũi bế khối này. Ở chỗ đây. Kế mình gặp khoai đây. Đến cả hai châu lá nhỏ các bạn. Sẽ có cơ nhọc đây ta. Lấy lôi một mình ấy. Đù. Áp đù. Một cái hai châu lá nhỏ. Để tìm thử. Xung quanh đây còn cái nào nhọc nữa không? Sẽ có coi được. Vô lý. Đù. Đây. Cái góc cũng nó to các bạn. Nhỏ nhỏ này. Đây. Đù. Đây là cây hải châu lá nhỏ nghe. Chụp mình kẹp thấp thấp đây. Chụp. Đây đây. Kéo cái đọt xuống rồi. Cho anh em mình coi. Hay quá. Cuốn đâu mà còn sót chờ ngữ. Ôi giời. Kéo xuống. Rồi đỡ mình tìm lanh quanh đây nữa nha. Thôi còn cây nào nữa không? Đào cái cây trước cho bếch tụi em nó ra làm sao mà đào. Chết cha chê. Đào cây trước à. Đây. Một cây hải châu lá nhỏ. Đất núi Bình Định. Cái đây cái đất núi nha. Đây đây. Chú. Chúc cái lá bánh mượt không. Chú trời ơi. Còn cây nào đây nữa không ta? Hay là có cây đây dài nè. Đây cái lá này. Mò mò nữa chứ.
Đây, một cái lá mò mò này. Thôi, đứng một kiếm thôi. Hế hế. Qua thử xung quanh này. Còn cái nào nữa nha. Thường thường, nó mọc cũng một hai cây. Những chỗ các bạn. Ôi, sao nó mọc đen coi ta. Hế hế. Đứng bể bể cái khối dồn thấy cái lá này nó quả. Sẽ giống cái hai trâu dữ. Hãy vũ của thử. Này này này. Khối bể này. Đấy, bằng bể cuối này. Cuối đang bể này. Tôi ăn ở chỗ này. Hai cây. Cây em ở chỗ ấy. Được. Mình tưởng bữa nay giờ. Trắc quốc nữa rồi chứ. Thấy em trước thấy cái cây sao. Thôi đỡ mình ra hết dùng đây thử nha. Mình làm quanh khu vực đây thử nha. Nó còn được cây nào đó. Bữa không? Mình lần quần tìm thứ có cây hai trâu nào nữa các bạn. Mà chưa thấy nha. Thấy đen gốc trời mồi nè. Đây. Chút. Mày cho thân cả này. Đây. Chú cái gốc. Nó nở trên phần đá gơ quá. Chú sợ không biết rồi. Chứ mà kích xuống đầu nghe. Đây. Anh em nhìn nè. Mình kích hai đọt xuống đầu á. Bà mẹ ơi. Trời mỗi bông. Đây hồi nãy mình thấy cái bông trên đọt cái đầu này. Đây. Chú. Rõ trắng. Cùng quay anh em mình xem cho. Cho vui cho. Mấy cái này. Nít cho mồi trái là mình đào liền các bạn. Chứ mà. Thôi thua. Nó cho mồi bông. Bó cuộc. Cái hoành này người ta bốn mấy hoành này nè. Chứ cái nước, cái gốc thiệt nở rồi chứ. Đây, nở trên phân cho mà. Mặc cái bông nha các bạn. Không chơi. Quyết định là không đào cái bông hả. Đi tìm đường mà không có cây hai trâu nào nữa các bạn. Chưa thấy nữa. Hiện tại mình thấy một cây. Tìm thấy nữa rồi đào lại đây. Bó cái khối này. Đấy. Đứa này đó. Bây giờ là lấy cái cưa nha. Kéo. Lại đây đào cái cây hả. Đào cái cây các bạn. Rồi xem lại rồi mới bắt tối em cho. Bắt tối em rồi nó chạy ra rồi là. Bài bài đó làm sao đào cái cây. Đậu mũ là nè. Đậu cái cây hả. Chú tối mà nó chung ra rồi là. Không có cách nào mà đào cây được nữa. Nói vậy cho thứ đâu có giỡn mà cái nói được đâu các bạn. Lạng quạng là xì khối với nó. Thứ đấy mệt lắm á. Đào cái cây hả. Đào cái cây trước. Rồi mới bắt tối em. Tìm hoài thấy cây nào. Đó. Đó đấy. Bữa khác vô tìm nữa. Tìm nè. Nhưng mà mình lôi ra cái hai trâu nữa tao. Đây. Coi đây hiện tại lá nó vẫn trong lùm nha. Nó không có vươn ra trời. Cho nên nó chưa đạt độ nhỏ tuyệt đối. Đào ra. Đào đầu tới. Đào xong coi tính tiếp. Đào nó lên rồi. Lên rồi các bạn. Chuột dài. Mày trời ơi. Anh em thấy cái hai trâu lá nhỏ đây. Chỉ cái hai trâu lá lớn hai cái bữa mình đào thấy dài giống nhau không? Giống như ủi trang đó. Nhưng mà đây là cái hai trâu lá nhỏ nha. Đây. Còn bữa là cái hai trâu lá lớn. Hôm kia là hai trâu lá lớn các bạn. Chú. Thôi được. Gạt cái bầu lại á. Chứ dài nó ai chịu cho nó. Chết chết. Gạt lại á. Gạt của coi thứ bóng chỗ nào lại bớt cho nó dài quá. Cái rừng nó điên nó. Mình kích bớt cái đuôi chuột bỏ các bạn. Đây. Bỏ cái đuôi chuột đây nha. Đấy. Chú, hai cái chân chẳng hẳn. Như con ngái. Đó. Con lại bốn phía nữa. Chú, đất còn mạnh lắm. Đó. Ai dắt cái nấu ở đường đây. Rồi. Chạy cái bầu ra bớt rồi. Đúng. Chạy ra vậy á. Rồi mình lấy kéo các bạn. Mình mới kích ngọt lại một lần nữa rồi mình bó bên kia luôn nha. Mình đào lúc nào mình cũng đào to hơn chút. Chào là mình chạy ra bớt rồi. Đó. Chào là đây rõ nó này. Rõ nó nhiều lắm. Cái đuôi chuột, cái đuôi chuột chứ mà. Cái rõ nó thiệt bậy bòi. Lấy nguyên bầu đất đây luôn nha. Chú còn cái thân không ơi.
Nó tới cỡ nào đây? Từ từ tính ở trên tiếp. Bây giờ cái dưới hả? Cái bầu các bạn gọn lại. Đây. Còn dậy nhiêu? Dậy tầm khoảng 8 cm. Nó phải bể ra cái đó chị. Bể bớt cái dưới đây ra. Rồi, gọt lại, xách lại chỗ cái ba lô hả? Rồi kết tiếp lần nữa. Thôi, xong hả? Bây giờ xách lại chỗ cái ba lô các bạn. Đây, 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 tạm đỡ dài rồi. Xách lại chỗ cái ba lô. Chụp cục đất của mình nữa chứ. Tung ra, tung con. Anh em thông cảm nha, mình đi rung dài cái tay mà nó đưa dữ lắm. Mà video anh em xem nó có rung cái lách, anh em thông cảm nha. Ví dụ xí số bỏ qua cho mình nha. Đây, cái khối đây, coi đây. Ôi dồi, do có anh em cũng góp ý với mình là mua cái gậy chống rung. Chứ mà anh em biết sao không? Anh em nhìn kỹ lại nè, gậy mà gọi như vậy. Cái bản thân mình đi chua xem mà ơ mà gọi chứ coi. Cho nên cái góp ý anh em mình rất cảm ơn. Nhưng mà nó cũng tùy theo cái là cái địa hình mình với phim các bạn. Nếu dài là mình chung như chó vậy á. Mà bản thân mình chung không chưa rọt gậy. Cầm cái máy điện thoại thiệt gọn quay đấy mà nó còn vướng lên vướng xuống. Đây. Đây một cái hải châu lớn nhỏ các bạn. Hiện tại cây xuống này, mặt đây là như này, đó, thẳng tuột, thấy không? Anh em nhìn thấy không, thẳng này, nó cong xưa các bạn, còn mặt đây thì nó cong hơn. Bộ đất hiện tại thứ nhiêu nha, hai châu lá nhỏ, tầm 20, chắc 20 các bạn, 20, 22 con đó. Tại vì cây đây mình coi nó bầu đây, mình tính trồng sau này, trồng cái chậu 30 là hết cỡ, mẫu bên hở rỡ anh em phân. Đây, để mình đo thứ nha. Cái thuốc thân nó thứ nha. 1 gang, 2 gang thức độ nha các bạn. 3 gang. Rồi, cây đi cao hiện trạng 80. Nếu mình muốn đốn chỗ đây cũng được. Chứ mà thật cỡ nó. Cầm dài dài dài. Anh em nào có muốn giao lưu thì nhiều khi anh em thích cây tâm cao. Thì cái đoạn thẳng này nhiêu. Đoạn thẳng này gang này. Thích cây tâm cao thì anh em mình đỡ dài tầng. Trời, cái bầu đất thì không có bao to các bạn, cũng được giống to lắm nha. Còn cái bộ rỡ thì chú chà, bao nhiêu á. Cái đuôi chuột nãy mình kết ra. Cái hoàn đây ấy, hoàn đây chắc tầm cỡ chắc 14. Theo mình đoán là 14 là chắc thước độ mà. Chứ mà mình độ nó cũng sai mấy đâu các bạn. Cũng gần đúng lắm á. Cái bầu đất thì cũng được. Bộ rỡ thì bao nhiêu. Đó. Còn cây thì mình bao hoa nghe, bao hoa bao trái nha, bao chuẩn dùng miền. Cây đây nó mọc ở cái thổ nhưỡng là cái nơi nó sinh ra là xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nếu anh em phương xa mà anh em để ý câu nói của mình đọc cái địa chỉ đó, anh em chịu khó search lên cái bản đồ Google á, anh em gõ vô cái địa chỉ đó, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nó sẽ anh em mình sẽ biết là cái cây này thổ nhưỡng nó cái vị trí đó, nhìn trên bản đồ anh em mình phân định được. Đấy, bao hoa bao trái, bao chuẩn dùng miền, còn bộ rễ bao nhiêu thì cái bầu cũng có bao to, tại cái bầu nó nhỏ. Nhưng mà anh em biết có một cái chuyện gì không, mình không bao giờ bao không, nhưng mà không bao sống. Anh em thông cảm, mình giao lưu anh em cây phôi không bao sống, cái đó là mình nói trước từ đầu luôn. Đỡ anh em sớm khỏi muộn phiền. Chấp nhận cuộc chơi là phải chấp nhận cái chuyện hên xui. Nghe thôi, dài chứ bộ rỡ mình lấy đồ ngon lành cành đào dài, bầu đồ cũng nghiêm dài. Chứ mà sống hay chết là chuyện của cây các bạn. Còn trồng cây là chuyện của người. Đó, chuyện ai nấy làm. Cho nên, mình hồi giờ mình giao lưu phôi anh em, mình nói rõ quan điểm luôn. Cái gì mình cũng bao, nhưng mà mình không bao sống. Cái đó mình nói trước. Rồi sau anh em mình trong cuộc chơi mà có nhiều cái nó mất méo là nó mất vui, thà nói ba mẹ một lần nói từ đầu ghé. Rồi anh em nào có thật sự chấp nhận cuộc chơi thì cho, còn cây mình lấy như vậy đó. Một cái hai châu lá nhỏ, đây cũng gọi là những cây hiếm hoi còn sót lại của cái đất Bình Định này các bạn, huyện Tuy Phước này. Nói cụ thể là cây của xã Phước Thành mình. Còn anh em á,
muốn biết đích danh cái thổ nhưỡng mà cái tộc dân nó ở là nó ở núi Dựng Đá Đen, Hồ Kệ Thất. Anh em sập vô bản đồ cái Hồ Kệ Thất, Dựng Đá Đen nó lồi ra, tại vì cây nó cũng đâu còn nữa đâu. Chắc anh là như vậy, lâu lâu dài cái cũng mây đó của rừng mà hoàng báo hoàng lui nó xuất bản cây vậy. Lâu 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 mới được cây. Khi này anh em thấy mình đào được cây nào đâu. Bây giờ bó bên kia lại nha, cây hiện trạng nó như vậy. Anh em nào muốn giao lưu thì giao lưu, mình chích anh em muốn giao lưu cây này chứ mình cũng có tiền cà phê làm này, chuyện chuyện mình có tiền cà phê hút thuốc rồi chích anh luôn. Còn không anh em đã chơi thì mình trồng xuống. Còn bây giờ là mình nghỉ mệt một chút là bắt đầu là mình lên mình sửa ăn chỗ này này. Ở thứ nó có mặt cả lạc gì không biết mà thấy nó liếc xẹt là cũng trèo bại lên các bạn. Nó ở ngay chỗ đây này, chỗ này cách mình khoảng tầm 1 mét. Mình chui tới ổ nó này các bạn. Đây ổ em đây chắc già rồi này, mình nhìn lên tới già lắm rồi các bạn. Nó thưa giãn con ở dưới, nắng nó giãn con ở dưới luôn không, mẹ nó giãn ra chút bự dưới ra mày thâu ạ. Có không biết mà leo lên cái cây đây ở trần ăn trên quán hoa thâu đó đuổi ra thử các bạn. Ổ đây thì già lắm đâu. Đây các bạn, nó già không còn một con nhộng sắp bỏ đi rồi. Trời, không còn con nhộng nào các bạn, to gơ chứ phải giỡn. Để coi thử có hột mặt nào trong tàn nha. Thấy nó lồm khồm nó đứng nút đây. Đó lên thứ hay còn gì trong này không? Biết mà, dở chuyện quen lắm. Đây các bạn, tôi ăn mới già rồi nha. Hết con mà cục mặt cũng gớm gơ. Mày trao quá, một gan này, hai gan, còn biết nếp được mớ. Cũng mê, phấn thì hết luôn rồi. Trong tàn đây có mặt này các bạn, đây này. Đây này, không? Đấy, anh em thấy chị này. Đây có mặt này. Đấy, chú tàn mặt dưới. Đấy, chết chà một tàn mặt nè. Coi này con. Chú. Này, mấy cái lỗ thấy xăm xăm đầy nó này. Chú, phía sau đây nó có như mặt là phía sau đây này. Đấy. Thôi, kích cái đầu vô các bạn. Nó bị điên trời điên đất. Chú, cái đầu mặt không ơi. Gớm gớ thiệt. Ô ăn thứ nha, mà đo thứ nha. Một gan này, hai gan này, ba gan, bốn gan, năm gan, bảy, chỗ kia không có ăn không đo nữa. Chỗ kia âm xong. Năm gan, sáu gan, bảy gan các bạn. Thôi, bây giờ là xíu cái tàn vô bị trước. Hay là cái đầu vô bị trước ta. Nghiên cứu. Xuống tới đất rồi các bạn. Trời cho nó mệt trung luôn rồi. Đây, mình lấy cái tổ nó xuống nha. Cái tổ đây còn mật không à. Không có con nào nữa đó. Cái nào không mặt mình kết bó, còn cái nào còn mặt là mình bón đi. Và trái mặt nó nằm ở dưới này. Đây, trái mặt ở dưới cùng. Tự mình lấy cái bì nữa, mình sang cái lốp trên ra các bạn. Thành hai bì, chứ dài sau cột cái miệng. Mình sang ra hai để các bạn. Đây, thấy ông mặt không? Mặt nó ấm ánh trong tàn này. Đấy, xúc, nó châm vô trong đây. Đây, không còn con. Đây, mặt đẩy tàn. Còn đỡ lại ít nó cho nó. Cũng nặng hết chứ. Cỡ. Giờ xích ra mình lấy mặt. Đây, cái đầu nó này. Nãy mình bó trên cây xuống các bạn. Cái ấy, cái tàn mình để trên. Cái đầu nó bẹp dí luôn. Cái mặt nó bẹp dí không? Đấy, chú, bữa đồ tùm lum tức liếc hết. Cái đây nặng nhiều hay. Nặng hết chứ. Cái đây chỉ còn cỡ 3-4 lít, có lẽ các bạn, 4 lít quay đầu không có nữa, 3 lít ở trên 3 lít trưởng này này. Do một phía ngoài nha các bạn, phía ngoài nó ăn bị sốt nha, nó còn lại cái phía trong nó phức cây nó không ăn, chứ không hai phía đều hết là. Chút thâu ạ, đừng nói nữa. Rồi, cột lại bó ba lô mang đi các bạn, còn cây mình đây, đấy, bên kêu đồ kỹ lắm, con đường này khó đi các bạn. Thôi, bây giờ mình bỏ đồ vô ba lô bắt đầu mang muốn mến đi ra chứ. Cái tình trạng đây ba lô nó đầy sao mang đi nấu nữa. Rồi cứ mang ra để gặp gì mình bập với nói. Chùa khối chứ gần hết ha. Lên nào là quay phim rồi chụp hình rồi cắt kiểu con đà điêu các bạn. Cho nó lâu gớm. Ngầu nghém nghía nữa là cái khối nó chết hết rồi. Còn đường khúc đây.
nằm giả tới nó mệt cũng chịu xuống nữa chứ. Có mệt mình cũng ngầu tới mình nghỉ luôn các bạn. Bây giờ mình xuống. Chú tới đây mệt. Mệt quá. Mệt quá các bạn, ngầu nghỉ ha. Cái ba lô bây giờ nó ốc nút vậy nè. Làm sao mà mang đi nấu nữa. Chết chết chết. Chú cái rừng ông ơi. Chú. Đúng mà. Ăn cua rừng không phải dở. Trung vô rồi, trung ra không lọt. Ôi dồi. Thôi ạ, ngươi ăn chặt các bạn ơi. Giờ là ngươi xíu là phế rồng đầu dũi thêm một quãng đường dài nữa mới ra tới đường mòn. Là mình đi giờ các bạn. Chứ có lẽ nó mệt dài là mình không kiếm ra cái gì nấu nữa đâu. Là chuyến đi rừng của mình là cũng xin kết thúc ở đây các bạn. Chứ cái hiện trạng đây là hết xíu hết rồi, đi không có nấu nữa.